Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay Lợi trả lời một thắc mắc của một bạn hỏi về toán có lời văn. Khi các bạn gặp toán có lời văn, các bạn nên tóm tắt nha các bạn. Tóm tắt. Vâng, khi tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài và chiều rộng thì mình có chiều dài là bao nhiêu ạ? Chiều dài là 2,7 mét. Chiều rộng là 1,8 mét. Tính diện tích thì bài này cực dễ khi các bạn có công thức và các bạn phải có kỹ năng phép nhân số thập phân với số thập phân, được chưa ạ? Thứ nhất các bạn thuộc công thức nè, công thức diện tích hình chữ nhật mình tắt nha, diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng. Và các bạn cẩn thận, dài và rộng phải cùng đơn vị đo. Nếu dài là mét thì rộng phải là mét. Nếu dài là cm thì rộng phải là cm. Ok chưa ạ? Rồi, thứ hai đó là các bạn phải biết nhân số thập phân với số thập phân. Ok chưa? Rồi bắt đầu mình giải nha các bạn. Thì các bạn ghi lời giải nè, diện tích hình chữ nhật là diện tích hình chữ nhật là ta lấy dài là 2,7 nhân cho rộng là 1,8 bằng bao nhiêu ạ? Thì bây giờ mình sẽ tính nháp nha các bạn, tính nháp để cho các bạn hiểu luôn. Rồi các bạn tự tính nha, 2,7 nhân cho 1,8 nè. Rồi 8 nhân 7 là 56, ghi 6 nhớ 5. 8 nhân 2 là 16, nhớ 5 nữa là 21, ghi 1 hạ 2. 1 nhân 7 là 7, nhớ thục vô một hàng nha các bạn. 7, 1 nhân 2 ra 2. Rồi lấy trên cộng dưới, vậy là 6, 8, 4. Và phép nhân thì các bạn đếm hai số đó sao dấu phẩy mấy số là 1, thêm 1 nữa là 2, vậy đếm 1, 2, phẩy, vậy ra là 4,86 mét vuông. Rồi các bạn hãy tính lại xem coi có trùng kết quả với Lợi hay không nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.